mua xe ga tầm trung chọn Honda e-Blade hay Yamaha Frigo. Honda e-Blade có thiết kế đẹp, Yamaha Frigo lại có lợi thế về giá bán. Yamaha Frigo mang nét thiết kế có phần tròn chỉnh nhưng vẫn có các đường nét góc cạnh ở thân xe. Trong khi đó, đối thủ Honda e-Blade trông nam tính hơn hẳn với những đường nét dập nổi ở phần đầu và quay gió hai bên. Cả hai mẫu xe đều được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng chính dạng LED, đèn báo sẽ vẫn dùng bóng halogen. Trải nghiệm thực tế, đèn chính của e-Blade 125 cho ánh sáng mạnh hơn Frigo ở chế độ chiếu gần và chiếu xa. Về sự thoải mái cho người điều khiển, Yamaha Frigo cho cảm giác tốt hơn nhờ sàn để chân được thiết kế phẳng, trong khi Honda e-Blade có sàn để chân nhô lên ở giữa do đây là vị trí đặt bình nhiên liệu. Phần đuôi của e-Blade 125 cho cảm giác thể thao hơn với thiết kế cụm đèn hậu vuốt nhọn, kết hợp cùng hệ thống giảm sóc đôi. Thiết kế phía sau của Frigo có phần nhẹ nhàng hơn khi cụm đèn hậu được làm đơn giản và rộng, cho cảm giác phần đuôi bị thấp xuống. Không gian chứa đồ dưới yên của e-Blade và Frigo không chênh lệch quá nhiều. Tuy nhiên, cách bố trí của e-Blade cho khả năng chứa các vật dụng có kích thước lớn như mũ bảo hiểm 3/4 dễ dàng hơn Frigo. Yamaha trang bị cho Frigo động cơ Blue Core, dung tích 125 phân khối, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 9,3 mã lực tại 8.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Honda e-Blade 125 sử dụng động cơ 124,9 phân khối, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 11,2 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 13,3 Nm tại 5.000 vòng trên phút. Trải nghiệm thực tế, Frigo cho cảm giác chạy phấn khích hơn e-Blade 125 do có khả năng tăng tốc tốt hơn nhờ khối lượng nhẹ hơn. Frigo và e-Blade 125 tương đồng với các trang bị như hệ thống khóa thông minh, tắt động cơ tạm thời hay đóng mở bình nhiên liệu và yên bằng nút nhấn. Honda công bố giá bán của e-Blade 125 là 41,2 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 42,4 triệu đồng cho bản đặc biệt. Đối thủ Frigo có giá bán dễ chịu hơn đôi chút với mức giá niêm yết 39 triệu đồng cho mẫu xe này. Trong tầm giá 40 triệu đồng, Yamaha Frigo có lợi thế về giá bán và trang bị, Honda e-Blade 125 lại nhỉnh hơn về thiết kế và thương hiệu. Nếu muốn tìm một chiếc xe ga 125 phân khối thực dụng, quan tâm về công nghệ thì Frigo là lựa chọn đáng cân nhắc. E-Blade 125 phù hợp với người dùng thích thương hiệu Honda, quan tâm về bề ngoài và không muốn xe bị mất giá nhiều sau một thời gian sử dụng. Cảm ơn mọi người đã đón xem.